Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa giao Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương tập trung chỉ đạo các nhà đầu tư để triển khai thu phí điện tử đồng bộ trên toàn quốc kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2022. Trong đó, triển khai thu phí hoàn toàn tự động đối với tất cả các tuyến đường cao tốc. Thông báo nêu rõ, thu phí theo hình thức điện tử không dừng để thay thế cho hình thức thu phí thủ công là văn minh, hiện đại, giảm chi phí xã hội, góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo công khai minh bạch trong hoạt động thu phí. Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương tập trung chỉ đạo các nhà đầu tư hoàn thành lắp đặt các làn thu phí còn lại trước ngày 31 tháng 7 năm 2022 để triển khai thu phí điện tử đồng bộ trên toàn quốc kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2022, trong đó triển khai thu phí hoàn toàn tự động đối với tất cả các tuyến đường cao tốc. Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC tập trung thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ lắp đặt các làn thu phí còn lại, huy động nhân lực, thiết bị, cải tiến phương pháp triển khai, phối hợp chặt chẽ với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC hoàn thành toàn bộ công việc lắp đặt, vận hành thiết bị thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí trước ngày 31 tháng 7 năm 2022 như đã cam kết.